Mà khui nút bạc mình cũng mời các bạn rồi, giờ mình mời lần nữa nha các bạn. Xin mời các bạn, xin mời các bạn ăn dâu cùng với mình nha. Ăn mừng nút bạc, dâu quá ngon luôn. Hôm nay sao đi chợ thấy dâu quá chừng là ngon, dừng lại mua liền. Rất là thơm, thơm lắm á. Đó các bạn ơi, đã mở xong nút bạc rồi, bây giờ mình sẽ ngồi mình chiến đấu cho hết cái dĩa dâu này. Không biết ăn được mười mấy hai chục trái mà nói hết dĩa dâu. Ăn còn dư mình sẽ bỏ đông đá rồi mình xay sinh tố uống từ từ nha các bạn. Hôm nay ở ngoài chợ bán dâu cũng rẻ, chỉ có 6 đô la một hộp thôi. Rất là ngon. Ngọt ngào, dầu rất là ngon các bạn ơi, rất là ngọt, chút xíu chua thôi à. Dầu ở ngoài vườn thì bây giờ không còn nữa, thì mình mua dầu ở ngoài tiệm về ăn rất là ngon. Ngon quá chừng. Nãy giờ ăn 4 trái rồi ha. Không biết mình ăn được 20 trái không? Trái nào trái nấy thiệt là bự các bạn. Cố gắng làm sao mà trồng rau như vậy nè mới đẹp. Mùa này rất là nhiều bạn yêu cầu mình: cô ơi đi hái dâu đi cô, đi hái đào đi cô, rồi đi hái nho, hái cherry, hái táo. Mùa này là mùa đông các bạn ơi, mùa này cây cối nghỉ ngơi, cây cối phải ngủ đông để dùng sức hết xuống bộ rễ các bạn. Mùa đông là chỉ có rễ là phát triển nhanh nhất, rễ sẽ phát triển âm thầm dưới đất. Rồi tới mùa xuân á, có rất là nhiều sức để ra hoa, rồi sẽ ra trái cho mình hái nha. Các bạn mà hiểu rõ thì các bạn không có trách mình, tại các bạn trách sao mà lâu nay không có thấy ra vườn hái trái này trái kia nữa. Không có đòi, không có hái cà chua, không có hái gì nữa hết. Thì ở ngoài rất là lạnh các bạn. Bây giờ là khoảng 9 độ C, có khi ngày 5 độ C. Đó. Thì có ngày đông đá luôn, đông đá là 0 độ C rồi đó các bạn, dưới 0 độ C nữa là đông đá. Cho nên các bạn thông cảm nha. Phải tới tháng 6, tháng 7 thì mới bắt đầu có cây trái trở lại chứ bây giờ thì không có. Rất là ngon các bạn ơi. Dâu này là mình mua ở chợ Costco đó các bạn. Bây giờ mùa đông sắp tới, chuẩn bị bắt vào mùa đông đó. Nhưng mà những cái trái dâu này người ta bán rất là rẻ, rẻ hơn mùa hè nữa. Mà có cái nó không có ngọt bằng mùa hè nha các bạn. Cái vị ngọt của nó không có đậm như mùa hè, nhưng vẫn ngọt nhưng mà không bằng mùa hè thôi. Trái nào cũng ngon. Mùa đông tới đây không biết mình làm gì ha. Mùa đông tới đây thì mình chỉ nấu ăn nấu uống trong nhà rồi đi chợ rồi ươm cây cho các bạn xem. Mình đang ươm một số cây giống sẽ ra video sớm để cho các bạn trồng cây ươm trồng cho vui nha.
Cái này chấm hơi nhiều muối nè. Wow. Lần đầu tiên mà mình trồng cây dâu là mình được thấy cây dâu luôn các bạn. Đó, mình cứ tưởng lúc ở Việt Nam thì mình cứ tưởng cây dâu á, nó sẽ cao lớn như cây dâu tằm. Thì từ khi qua Mỹ thì mình mới thấy cái cây dâu nó rất là thấp, nó rất là lùn. Cho nên mình thấy ngộ ha. Cái trái nó ra bự mà sao cái cây nó thấp, thấp dữ. Mình cứ tưởng là nó như dâu tằm á các bạn. Nó cao rồi nó ra trái rồi mình bu lên mình hái. Mình tưởng tượng như vậy thôi. Nhưng mà khi mình biết cây dâu là mình đã trồng dâu luôn. Mình rất là mê. Nhìn những trái dâu về sao ai không cưng được ha. Đó, dâu gì mà thương thế không biết. Gì mà thương thế. Ngon. Muối ớt nè. Mấy đứa nhỏ làm rớt bánh bông lan sô-cô-la vô trong này luôn. Ăn luôn. Ngon làm sao. Thời gian tới mình sẽ trồng dâu trong nhà, không biết có ra bông ra trái gì không. Mình sẽ cố gắng hết sức nha các bạn. Dính bánh kem nè. Miếng bánh hồi nãy mình cũng có ăn thử miếng bánh rồi. Nè, ăn thử miếng nữa ha. Đó, bánh kem nè. Bánh này là bánh phô mai. Bánh này chi. Đó, người ta làm ăn rất là béo, ngon. Ngon lắm á. Có vị chua chua giống da ua rồi. Vị béo của phô mai rồi một chút xíu bánh bông lan ở dưới đáy nè. Rất là ngon. Cắn thêm miếng dâu tây nha các bạn. Hợp lắm á. Cắn miếng dâu tây, ăn miếng bánh. Wow. Ngon dữ không biết. Bánh này lúc trước mình cũng từng làm một lần rồi các bạn. Thành công. Khi nào mình sẽ chia sẻ công thức bánh này cho các bạn xem nha. Đó, bánh phô mai chi nè. Lúc trước mình rất là siêng nấu đồ ăn. Từ khi mình trồng cây trồng cối cái là mình giảm nấu đồ ăn xuống. Mất thời gian các bạn. Còn đủ giờ để nấu thức ăn thường ngày cho con mình ăn thôi. Ngon quá các bạn ơi. Hèn gì mấy đứa nhỏ nó thiệt là thích mấy cái bánh này. Béo ngon. Đây có trái dâu tây hườm nè các bạn. Trái này là chín hườm hườm nè. Hy vọng là chua giòn nha. Chấm thử. Wow. Rất là giòn. Ở trong nè các bạn. Ngon. Hấp dẫn quá. Hôm nay được ăn một bữa dâu no nê luôn. Tìm trái nào bự nhất ha. Trái này bự không? Trái này bự nè các bạn. Chín mọng luôn. Chấm thử nha. Mời các bạn. Rồi đến mình. Ngon quá chừng là ngon. Ở trong nó rỗng các bạn. Nó chín quá, nó căng lên rồi nó rỗng ở trong. Dâu của mình thì đa số ở trong là đặc ruột các bạn ơi.
Ngon quá. Ngon quá, thêm trái nữa nha các bạn. Trái này ha, dài dài. Rất là ngon. Video bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.